Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện bây giờ em đang có mặt tại xã Gò Công Đông đúng không anh? Đây Gò Công Đông đúng không anh? Ở đây là Gò Công Đông của tỉnh Tiền Giang. Và đến đây để ghi hình và báo giá dùm cho cái anh chủ nhà này một cặp bò. Cặp bò này thì là bò lỡ của chú anh chị và các bạn. Giờ thì em qua tới đây nó cũng hơi tối rồi. À, thì bây giờ em sẽ cập nhật ngay và liền để cho bà con cô bác anh chị chúng ta khỏi phải chờ đợi lâu ha. Của cái đôi bò này thì hồi nãy đến giờ thì em cũng có nói chuyện với lại anh chủ nhà rồi. Bò đực này lỡ rồi cô chú anh chị và các bạn. Bò này khoảng 10 tháng bò ha. Trên 1m2. Bò này khoảng tầm 1m20 24 25 rồi. Đó, một con 3B và một con bò Pháp Kem. Hai con bò này anh chủ nhà quyết định bán cho bà con cô bác anh chị về để mình tiếp tục mình vỗ béo ha anh chị. Cô chú nào ở gần xa có nhu cầu muốn mua thì mình có thể liên hệ ngay và liền với em. Bò nói chung là tướng tá rất là pin lực, chân móng đi đứng hoàn thiện ha, cu giái không áp xe, không trật lỗi gì hết. Và tình trạng của hai con bò này thì anh chị có thể thấy rồi. Đó, rất là pin lực, thì cái khả năng ăn uống của nó thì nó cũng khá là tốt nha anh chị nha. Em đang có mặt tại Gò Công Đông của tỉnh Tiền Giang. Và anh chị nào có nhu cầu muốn mua đôi bò này để về nuôi vỗ béo tiếp tục thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại. Anh ơi, anh có thể đọc lớn số điện thoại của anh lên đây. Anh đọc lớn số. Dạ. 090 66 22430. Đó là số điện thoại của anh chủ bò. 090 66 22430 là số điện thoại của anh chủ bò ha. Và anh chị nào ở gần xa có nhu cầu muốn mua thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với lại anh chủ bò ở đây. Bò nói chung rất là pin lực ha anh chị. Lưng vai nè, con 3B, con Pháp Kem. Và chốt giá cho anh chị ở đây cái mức giá là 55 triệu hai con. Bò rất là lớn bò. Đó. Lưng đít nè. Đực nha, đực lỡ 55 triệu. Hai con là mỗi con là anh chị có giá là 27.500.000 đúng không? Ở đây anh chị nào có nhu cầu mua thì mình liên hệ trực tiếp với anh chủ bò ha, hoặc là số điện thoại của em 0383 777 696 nha anh chị. Và chiều cao của hai con bò thì bây giờ em sẽ đo thử cho anh chị chúng ta ước lượng luôn nè. Để mình khỏi sợ là khi mà em giao bò bự bò nhỏ ha, cao thấp gì ha. Cái con đực này thì là con đực Kem, đòn khá dài. Ở đây thì con này 1m24 anh chị. Ha. Còn con bên đây là cặp này khoảng tầm 1m24 hết đó anh chị ơi, tại phía sau khu nha, em đang đo tại phía sau khu. Thì anh chị nào có nhu cầu mua thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em hoặc là số điện thoại của anh chủ bò ha. Cu giái hoàn thiện ha. Chân móng cũng hoàn thiện luôn, không áp xe, không trật lỗi gì hết. Và anh chị cũng thấy rồi, trời nó cũng tối rồi. Thì bây giờ em cũng xin chào tạm biệt quý cô chú anh chị và các bạn. Và mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta đến với nội dung tiếp theo của buổi ghi hình ngày hôm nay. Hiện bây giờ em đang có mặt tại chợ gạo của tỉnh Tiền Giang. Và đang ngồi trên xe của anh khách. Anh rước, mới vừa rước em đi vô nhà của anh để review cũng như là báo giá dùm cho anh mấy con bò. Mà không biết là anh bán bò gì và giá cả như thế nào thì mong là bà con cô bác như là quý anh chị chúng ta xem. Cảm thấy thích muốn mua những con bò của anh thì mọi người cứ liên hệ ngay và liền vào số điện thoại của em 0383 777 696 nha cô chú anh chị và các bạn. Đây thì ở đây là mình đi về xã nào của chợ gạo vậy anh? Xuân Đông. Hả? Xuân Đông. Xã Xuân Đông hả? Rồi thì bây giờ mời cô chú anh chị các bạn hướng mắt về màn hình xem ha. Rồi anh chủ nhà anh chở em đi đâu đây? Con giữa 6 tháng. Dạ. Con mới bơm được tháng mấy rồi. Dạ. Mà chưa biết đậu không? Chưa dạ. Tháng. Là tơ hay là sao anh? Bò đẻ ba bốn đứa rồi. Dạ. Còn con thì đẻ cũng được 7-8 tháng rồi. Dạ. Có bò con nào không? Có bò con. Còn bò con kia thì nó bị kêu như đẻ ra nó không bú. Dạ. Yeah. Tao đâu có rạch đâu, ủa mà để rồi mày bú bú cái mẹ 5 ngày sau cái hàm nó cứng luôn. À. Sắp tới chứ anh? Sắp tới rồi. Dạ. Yeah.
Mấy con chó này dữ mà. Hôm nay có dịp đi vô đây. Ô anh không khóa cửa lại hả? Anh khóa cửa là mấy con gà nó ra rồi sao? Đây hôm nay mình đi vô đây mình bán giùm cho khách hàng mấy con bò. Đâu mấy con bò ngoài đây nãy anh chỉ đúng không? Cái đất của anh rộng không? Rộng dã man luôn á. Đây nguyên cái khu này là anh mua đất để dành thả bò chơi thôi á. Ở trên kia mặt tiền nữa kìa. Trên kia mặt tiền. Diện tích này để thả bò thôi ha. À, đây 208, 203. Bên đây là 4 con. Đất mặt tiền mà mua để dành thả bò thôi đó quý vị. Cô chú anh chị và các bạn nào có nhu cầu muốn mua thì mua đất cũng được mà mua bò cũng được. Mua đất bán luôn. Mua đất bán luôn. Ở đây thì anh định bán mấy con bò này giá làm sao đây anh? Thì em định giá cho anh luôn đi chứ giờ anh đâu có rành bò này đâu. Là nuôi để giải trí thôi đúng không? Nuôi giải trí em có định giá anh coi anh giới thiệu cho khách hàng luôn đi. Bây giờ em đâu có biết nó sinh sản bao nhiêu lứa hay là sao đâu, anh phải cho em thông tin mới được. Con này sinh sản là hai lứa gì nè. Mày ha. Hai lứa. Đó con đó. Con là con đực. Kia là bốn lứa đó. Con đang hai con kia con nào mà đang mang thai đâu? Là con đang mang thai là con đang cầm cỏ đó. Con này đang mang thai. Đang cầm cỏ đó. Rồi con này là con của con này. À con này của con này. À. Đúng rồi. Con này là mới bơm có 1 tháng rồi. Rồi. Thì giá của mấy con bò này thì em nhìn sơ vô là nói chung là nó cũng biết giá rồi đó. Rồi em quyết cho anh luôn đi. Này thì em nói thì hả được thì anh bán ha, không được thì của anh còn của anh ha. Con này chưa có thai đúng không? Mới bơm con tháng. Mới bơm để em lại em kiểm tra cái coi sơ lược coi. Quý cô chú anh chị và các bạn xem. Anh cho em biết cái địa chỉ chính xác đây là ở đâu anh? Ấp Tân Ninh, xã Sơn Đông, huyện Chợ Gạo. Rồi anh có thể đọc lớn số điện thoại mình lên đây không? Không chính, thôi để em có gì liên hệ số em đi. Không có, nhiều khi có người ở đây gần ở đây người ta muốn lại coi á, hoặc là người ta mua với anh á thì nó cũng dễ. Thôi cứ liên điện thoại số em đi, gần hay gần thì cũng liên hệ em đi. Rồi ok anh. Về rồi, ở đây là có con mẹ. Con này là 6 tháng em. Con này hồi nãy anh nói là nó bị ấy đó hả? Con đó là con bị bú ra nó đẻ ra không bú. Rồi con rồi. Con này là 6 tháng. Con này là chữa 6 tháng. Nó lứa là lứa thứ tư. Dạ rồi. Còn con này là cũng là lứa thứ tư luôn mà mới bơm lại là lứa thứ năm nè. Con nó đẻ không bú. Bò này cũng bự tàn quá ha. Bò bô gì bô. Bô trà. Con này thì đẻ con à. Đẻ con ok lắm cô chú anh chị bạn, khoảng 1m35. Bò bự lắm. Thì năm cái vú ha, năm vú đều. Đó, thì con này khoảng anh nói là anh đẻ 4 lứa rồi. Ủa đẻ 3 lứa. Lứa thứ tư nè. 3 lứa đang mang thai lứa thứ tư. Đó, và giá bán của con bò này thì nó đang mang thai 6 tháng ha. 6 tháng rồi. Nó dao động tầm từ 18 hoặc là 19 triệu á. Anh định bán giá làm sao? Là mười mấy triệu. 18 hoặc là 19. 18 19 ha. Đúng rồi. Này thì mình cũng cân ngang giá thịt với lại chữa thì mình cộng thêm triệu hay triệu tại vì nó có đẻ già lứa rồi. Thôi 19 triệu đi rồi. Con này 19 triệu chữa 6 tháng nè anh chị. Bò bự con lắm. Nên anh chủ nhà ảnh sợp dữ lắm nha, ảnh không có tính toán gì đâu nên anh chị cứ yên tâm đi. Bò này thì bảo hành anh. Nghiêm chỉnh. Thì có đứa mà nó về không đẻ hay bị gì đó trả là anh không phải là không đẻ nhưng mà cái này là nó bị lòi tử cung á người ta cái đó thì anh không có rành. Nhưng mà nó đẻ 4 lứa ok luôn không có gì hết á. Dạ rồi. Ví dụ như nó bị gì lỗi gì gửi là anh gửi tiền là cho không sao đâu. Dạ rồi. Ở đây thì anh chủ nhà ảnh nhiều tiền lắm nên chị cứ yên tâm. Ở đây anh không có gạt cô chú anh chị các bạn đâu tại vì ảnh là dân bất động sản mà người ta nhiều tiền lắm nên người ta không có gạt cho chú anh chị của bạn đâu. Bò về nuôi. Ở đây thì con này đang phối lại được tháng mấy hả anh? Tháng à. Bò này cũng bự con lắm anh chị ơi. Anh chị nào có nhu cầu mua thì anh chị liên hệ với em ha. Em sẽ giao mấy con bò này đến cho anh chị nè. Bò này bự con dữ dằn luôn. Con này cũng bô luôn.
Con này thuộc về bò bô ha, con này mới phối lại. Là con này bữa hổm con nó không bú này ha. Con không bú, đẻ 3 ngày không bú tới 5 ngày nó chết, anh mua sữa về đổ cho nó mà cái nó cứ đớ hàm luôn. Cái đó là lý do là nó bị bẩm sinh rồi. Bò này bự, đẻ con bự dữ không anh? Bự, trời ơi con chà bá luôn mà sao nó không bú, nó lại nó ủi ủi nó ngậm ngậm liếm liếm cái chân không mà nó không ngậm. Tại vì nó không bú chứ đâu phải mẹ nó không cho bú. Mẹ nó cho bú tại nó không bú. À, tại vì chắc có nghĩa là nó bị gì ở cái hàm nó rồi đó, nó bị bẩm sinh. Nó liếm 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 cái bầu không mà. Bông đồ ngon lành, đu đục chân cẳng đồ ngon lành. Con này thì cái giá nó cũng mềm anh ơi, mình cân ngang tiền thịt mình bán đi. Chắc khoảng tầm 14 15 triệu gì đó. 15 triệu hả? Dạ đúng rồi. Khoảng tầm 14 triệu rưỡi 15 triệu đi. Rồi, báo luôn 16 triệu đi. 16 triệu. Đợi anh bớt cho chút đỉnh tiền xe. À, bò này không bao chữa nha cô chú anh chị các bạn, còn con bên kia thì bao chữa nha. Con kia bao chữa 6 tháng rồi. Bò này bự con lắm. Anh chị nào có nhu cầu mua thì anh chị liên hệ với em ha. Bò này mua về làm bò nái nền thì nói chung là tốt. Con cái là nó đẻ 4 lứa à ha. Ừ. Mấy con này thì không có sợ vấn đề 4 lứa 5 lứa, con này đẻ tầm 19 20 lứa là chuyện bình thường. Đây anh chị nè. Anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp với em ha. Bò rất là lớn con, hôm nay em có dịp đi ngang đây. Em đáng lý ra là em đi về Gò Công để em giao bò cho khách. Rồi sẵn anh điện thoại anh cho em rồi em đi nói em đi ngang tới cầu chợ gạo anh chạy xe máy ra anh đón em vô luôn nè. Đó thì bây giờ con này bơm rồi 1 tháng rưỡi rồi, hơn tháng ha, và không bao chữa, tình trạng là trục trặc sinh sản là anh bao đúng không? Ừ. Dạ được không, được thì gửi lại anh đưa tiếp. Dạ anh rồi. Con này 8 triệu được không? Con này hả? À. À, này bán mẹ con chứ đâu tách ra được. À, bán mẹ con luôn nhiêu? À, theo giờ ý anh muốn bán triệu được không? 18 triệu hả? À. Rồi Việt. À. Đẹp á. Giá 18 triệu là quá đẹp rồi. Còn đẹp này nữa 66 chứ 19 triệu. Rồi vậy chốt giá 18 triệu nha. Rồi ok. Rồi con là con là con được. Con đi giao hàng nữa. Dạ rồi ok anh. À, bò này bò bự con lắm anh chị, khỏi đo nha. Tại đảm bảo luôn. Rất là bự con. Không có chăm sóc kỹ nên nó không có được ú. Dạ. Ở đây anh cứ thả cho đăng cỏ thôi đúng không? Ờ thả đăng cỏ vậy đó. Chị rồi. Thì em cũng đã đến đây thì bà con cô bác anh chị cũng thấy rồi đó. Bò này đảm bảo với cô chú anh chị và các bạn luôn. Rất là ok. Giá này thì rất là mềm. Rồi thì em cũng chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn nha. Nhớ mua thì hãy gọi ngay cho em số điện thoại 0383 777 696. Rồi em xin kính chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.